Hôm nay trong lúc đi ra vườn, tớ có nhặt được một chiếc lọ ma thuật. Sau khi mở ra thì tìm thấy lọ nước thần kỳ. Bôi một ít lên người thì có thể nhìn thấy được bản thân mình trong tương lai. Các bạn có muốn sở hữu lọ nước thần kỳ đó không? Không thể tin nổi, trên đời này lại có chiếc lọ nước thần kỳ như vậy sao? Có thể nhìn thấy được bản thân của 10 năm sau. À đúng rồi, mình vừa nhớ ra hình như cái lọ đó có trong nhà kho hay sao đấy. Nó vẫn còn nguyên vẹn chưa bị khui ra luôn nè. Bây giờ tớ sẽ bóc ra xem thử bên trong có những gì nhé. Mở ra cũng rất dễ và nó còn có rất nhiều bịch nhỏ. Không biết để làm gì vậy nhỉ? Chắc phải chờ tớ đọc xem hướng dẫn như thế nào rồi mới có thể mở mấy cái túi nhỏ này ra được. Thì ra trước tiên cần phải cho gói này vào trước, tiếp theo là tới cái này, sau đó cho những loại hạt vào cùng một lúc. Xem ra cũng đơn giản đấy nhỉ. Không biết sau khi khuấy lên thì nó sẽ ra cái gì nữa. Thôi trước tiên cứ làm theo hướng dẫn trong giấy ghi vậy. Bây giờ đã được một bát hỗn hợp rồi, cảm giác khuấy lên như xi lam, chắc chắn là nó rồi. Chơi cũng khá thú vị đấy. Chơi xong tớ sẽ cho hết vào chiếc lọ nhỏ này. Tiếp theo sẽ là mấy cái bịch màu vàng. Theo tớ nghĩ chắc nó cũng là xi lam không khác gì bịch lúc nãy. Có lẽ chỉ khác màu thôi chứ công thức cũng khá giống nhau. Sau khi khuấy lên, chúng ta được hỗn hợp xi lam tự chế như thế này. Chơi xong tớ cũng cho hết vào chiếc lọ. Nhưng đây không phải lọ nước ma thuật mà tớ tìm, nên tớ sẽ đi mua cái lọ thần kỳ khác. Tớ đã quay về rồi, phải khó khăn làm tớ mới tìm mua được hai cái lọ này đấy. Không để các bạn chờ lâu nữa, tớ sẽ bóc cái lọ màu vàng ra trước để xem bên trong nó bao gồm những gì nha. Thì ra bên trong nó cũng giống với chiếc lọ đầu tiên của tớ, có hai lọ thủy tinh và rất nhiều bịch nhỏ để chế tạo xi lam đây mà. Dù sao cũng mở rồi nên tớ lấy ra chơi luôn. Đây là hỗn hợp mới hơn xi lam lúc nãy, trông nó lấp lánh hơn rất nhiều. Chơi chán rồi thì tớ sẽ cho toàn bộ vào chiếc lọ thủy tinh, khi nào cần sẽ lấy ra chơi tiếp. Bây giờ sẽ đến với chiếc lọ màu xanh này, hy vọng các bạn sẽ thả tim tiếp thêm sự may mắn cho tớ nhé. Vì đây cũng là cái lọ thần kỳ cuối cùng rồi. Gì thế này, chẳng lẽ lại toàn là đồ chơi chế tạo ra xi lam sao? Nhưng mà khoan đã, tớ không bị hoa mắt đấy chứ. Đây chính là chiếc lọ ma thuật mà tớ đang tìm kiếm mà, chắc chắn là nó rồi. Vỏ chai bên ngoài trông cũng rất đẹp mắt. Bây giờ tớ sẽ thử hái một chiếc lá để thử, xem có thật sự hiệu nghiệm như vậy không nhé. Nghe nói chỉ cần nhỏ một giọt nước lên thôi là cũng đủ rồi. Ôi trời, chiếc lá vừa này vẫn còn xanh tươi. Bây giờ liền lập tức chuyển sang màu vàng héo úa rồi, có thể đỉnh như vậy sao? Tiếp đến tớ sẽ thử với bịch bánh này, nó vẫn còn nguyên vẹn chưa có ai ăn. Tớ sẽ nhỏ một giọt vào xem như nào. Tớ thấy không có thay đổi gì nhiều, chắc thêm vài giọt nữa. Giờ tớ sẽ xé ra kiểm tra. Gì vậy? Bánh bên trong mất tiêu hết rồi và chỉ còn cái bịch rỗng. Lần này tớ sẽ thí nghiệm táo bạo hơn, đó chính là tóc của anh trai. Trong lúc anh ấy ngủ tớ sẽ nhỏ giọt nước lên kiểm tra là rõ. Trời má ơi, sao nhìn cái đầu hồi thấy ghê quá vậy? Lỡ tay chơi ngu rồi phải chạy nhanh thôi. Trong lúc đi chơi, tớ đã nhặt được một bé thỏ trong bụi cỏ nên đã mang về. Sau khi cắt ra thì thấy có hộp bánh Oreo riêu bên trong, tớ đã mang chiếc bánh cho vào lò nướng. Sau 2 tiếng thì chiếc bánh đã to gấp 10 lần, ăn thử thì vị cực kỳ ngon. Tớ không nhìn nhầm đấy chứ, chiếc bánh trông giống như dạng nén nhỏ xíu, nhưng chỉ cần cho vào lò nướng chờ 2 tiếng thì nó sẽ to gấp 10 lần à. Nghe hấp dẫn đấy, cùng tớ đi mua mấy bé thỏ về nha. Tớ đã quay trở lại rồi đây. Các bạn thấy mấy em thỏ này có dễ thương không? Ở đấy chỉ bán có 3 màu nên tớ cũng chọn 3 em này mang về luôn. Trước khi cắt mấy em ấy ra thì tớ sẽ chơi xả xí chết một chút. Nhìn đôi mắt long lanh trông đáng yêu quá, chơi cũng rất vui. Như đó cũng đủ rồi, giờ tớ sẽ cắt ra kiểm tra em ấy một chút. Đây là cái gì vậy nhỉ? Sau khi kiểm tra thì có vẻ hết rồi. Thì ra đây cũng chỉ là củ cà rốt, làm tớ tưởng đồ ăn gì ngon lắm. Tiếp theo sẽ là hai em bé đáng yêu này, nhìn mặt tụi nó làm tớ không nỡ cắt tí nào. Không biết nên chọn bé nào trước nên tớ quyết định cắt cả hai cùng lúc luôn cho nhanh. Như vậy có tàn nhẫn quá không? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Sao bên trong tụi nó không có gì nhỉ? Tớ phải mở ra kiểm tra thật kỹ xem sao. Cái này trông giống như cái bánh nhưng không phải thứ tớ đang tìm. Wow, các bạn hãy nhìn xem nè. Tớ tìm được hộp bánh Oreo rồi. Đây là lần đầu tớ thấy hộp bánh siêu nhỏ như vậy đấy. Không biết bên trong nó có những gì, tớ sẽ mở ra cho mọi người cùng xem nhé. Những chiếc bánh này nhỏ đến mức ngoài sức tưởng tượng của tớ luôn rồi. Bấy nhiêu đây chỉ cần cho hết vào miệng là xong. Nhưng vậy thì uổng quá. Để tớ thử cho vào lò nướng và cài giờ xem sao. 2 hours later. Cuối cùng cũng đến giờ rồi, tớ mong chờ quá đi. Cái gì vậy? Sao nó chẳng thay đổi gì so với lúc ban đầu vậy nhỉ? Tớ sẽ chờ thêm xem như nào. Hình như có mùi thơm phát ra từ lò nướng, chắc đã thành công rồi. Phải kiểm tra nhanh thôi. Wow, nhìn chiếc bánh này ngon quá, không những thơm mà còn rất giòn nữa. Bây giờ tớ sẽ ăn thử, xem ra hương vị cũng không tệ nha, khá là ngon luôn đấy. Sao người ta có thể sản xuất ra chiếc bánh Oreo dạng nén nhỏ xíu như vậy được nhỉ? Hay là nãy giờ mình đang mơ? Các bạn đã bao giờ chơi CQC bóng đèn siêu mềm này chưa?
Tớ đã cắt ra thì phát hiện bên trong có một chiếc đèn pin mini. Nghe nói rằng ai sở hữu được chiếc đèn pin đó có thể làm ban đêm sáng như ban ngày đấy. Không biết tớ có đang bị hoa mắt không nhỉ? Chỉ cần bật chiếc đèn này lên thì ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày luôn sao? Để chứng minh điều này, hãy cùng tớ đi mua những cái bóng đèn mềm đấy nhé. Tớ đã về rồi đây, thấy cái này có hai loại khác nhau, không biết mua cái nào nên tớ lấy hết luôn. Cái gì vậy bà nội? Sao anh lại ở đây vậy? Em mua nhiều bóng đèn làm gì thế, mà nó lại còn mềm như vậy nữa. Anh không biết hả, bên trong có thể sẽ có tiền thưởng đó. Có tiền thật sao, vậy để anh thử trước hai cái giúp em nhé. Khi bóp thì cực kỳ mềm luôn, nó còn có độ dính và đàn hồi rất tốt. Không biết bên trong có gì đây, ồ sao toàn là nước không nhỉ. Thử tiếp cái nữa xem sao. Chẳng lẽ mình xui tới vậy à? Em có nói dối anh không đấy? Cái đó là do anh xui thôi. Nhìn xem em nè, mấy cái bóng đèn này còn có thể chơi bằng cách ném lên tường, nó dính cũng chắc lắm đó. Đây là cách chơi mới mà mình vừa nghĩ ra đấy. Không để các bạn phải chờ lâu, bây giờ mình sẽ lôi hai em nó ra cắt thử nhé. Nhìn cái bóng đèn trong suốt thì biết nó không có gì rồi, tại lạ nên tớ mua về chơi đấy. Tiếp đến là bóng đèn trắng, cũng chẳng có gì bên trong cả. Chắc do hai anh em mình xui rồi. Làm gì có ai bỏ tiền vào đây, em bị lừa rồi đấy. Thôi kệ đi, dù sao chúng ta vẫn còn 3 cái. Các bạn hãy thả tim để tiếp thêm sự may mắn cho tớ nhé. Lần này tớ sẽ cắt liên tục 3 cái luôn. Thôi xong rồi, hôm nay quả thật là ngày không may mắn của tớ mà. Chẳng có cái đèn pin mini nào trong này cả, chắc bị lừa rồi. Nhưng sao ở đây chỉ có 7 cái, rõ ràng tớ mua 8 cái mà. Vừa nãy tớ có nghe nói về chiếc đèn pin, nhỏ em ngốc tượng lừa được mình sao? Tớ lén chừa một cái lại không biết có tìm được không? Wow, xem ra tớ cũng còn may mắn lắm đấy. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Bây giờ tớ sẽ mang ra ngoài kiểm tra thử, xem nó có thật sự như trong video nói không nhé. Tớ cảm thấy hồi hộp quá đi. Tớ bắt đầu đây. Thật sự sáng như ban ngày luôn nè các bạn. Tớ sẽ thử lại một lần nữa nhé. What the hell? Cái này lợi hại quá. Các bạn đã bao giờ thử cách chơi CQC theo kiểu mới này chưa? Hôm nay tớ có mua một số món và để nó trong tủ lạnh. Sau khi đợi nó đông cứng thì tớ đã cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài ra. Được thành phẩm như thế này đây, nhìn cũng rất đẹp. Các bạn có muốn thử chơi như vậy không? Sẽ rất thú vị đấy. Tớ rất thích chơi những món CQC như vậy. Giờ cùng tớ đến cửa hàng mua nhé. Wow, ở đây có nhiều đồ chơi đẹp quá. Nhưng tớ chỉ đủ tiền mua vài món thôi. Sau khi mua ở cửa hàng xong, tớ sẽ về lục lại mấy món CQC cũ mà tớ không còn chơi nữa, mang ra thí nghiệm luôn. Có vẻ như để trong kho khá lâu nên nó bị dơ quá rồi. Có ly trà sữa này vẫn còn mới lắm nè. Bên trong có cả hạt trân châu nữa. Vậy xem như nhiều đây cũng đủ để làm thử thách. Trước khi cho hết tụi nó vào tủ lạnh thì tớ sẽ chơi một chút. Bánh bao này hơi dơ nhưng vẫn còn dùng được. Trái bắp này khi bóp lên bên trong cũng có lớp kem màu trắng, đặc biệt là rất mềm. Tiếp theo là hai ly trà sữa này, bóp rất đã tay. Bên trong có mấy viên trân châu, làm tớ thèm quá. Chắc các bạn cũng không lạ gì với củ cà chua này đúng không? Nó còn dính lên tường được luôn đấy. Giờ tớ sẽ cho hết vào tủ lạnh và qua hôm sau sẽ lấy ra. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cùng tớ đi xem tụi nó ra sao nhé. Hình như đã đông cứng hết rồi, chắc được rồi đấy nên tớ lấy ra làm thử thách luôn. Trái bắp này lạnh quá, tớ sẽ lấy chú ngựa có sừng này ra cắt trước, vì màu của nó cũng khá đẹp. Ôi trời, các bạn hãy nhìn xem nè. Sau khi cẩn thận lột hết lớp vỏ của nó ra, bên trong thật sự làm tớ khá bất ngờ. Nhìn đẹp như pha lê vậy, còn có cả kim tuyến màu vàng, nên trông nó lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều. Tiếp theo sẽ là hai em sao biển này, khó lựa chọn quá. Chắc tớ sẽ cắt thử con nhiều màu này xem sao, cũng khá nhiều màu lấp lánh. Tớ không nghĩ khi đông cứng lại thì trông nó đẹp như thế. Nhìn hình dạng này khá trông giống như bà chít đang chạy nhảy vậy. Chưa gì nó đã hơi mềm rồi. Tớ có thể bóp được thành một cục luôn nè. Thôi để tạm ở đây vậy. Bây giờ sẽ đến em sao biển còn lại. Không biết nó sẽ có gì bên trong đây. Sao nó toàn là màu trắng hết vậy nhỉ? Ngoài ra thì cũng chẳng còn màu sắc gì khác. Trông khá nhạt nhẽo. Giờ tớ đang nghĩ không biết nên chọn món CQC nào. Chắc tớ sẽ cắt trái cà chua này trước. Thì ra bên trong của trái cà chua là nước nên khi đông cứng lại, trông như viên nước đá có hình tròn vậy. Tiếp đến sẽ là ly trà sữa thơm ngon này. Có vẻ như để bên ngoài hơi lâu nên nó không còn cứng nhiều nữa, dễ bị chảy nước ra nhưng được cái là vẫn còn lạnh lắm. Làm tay tớ muốn đông đá theo luôn rồi. Bây giờ trong rổ chỉ còn mỗi hai món CQC này thôi. Có lẽ tớ sẽ để trái bắp lại cắt cuối cùng. Bên trong của bánh bao cũng chỉ là bột trắng đông đá nên không có gì đặc biệt cả. Vỏ bên ngoài của trái bắp vẫn còn dẻo lắm, dù bên trong đã bị đông cứng rồi. Nhìn giống như que kem vậy. Để bên ngoài lâu nên nó mềm và dính bột kem đầy tay tớ. Chơi cái này dơ tay quá các bạn ạ. Có bao giờ được chiêm ngưỡng những tượng đá mặt người này ngoài tự nhiên chưa? Có một món đồ chơi tớ mua về cũng tượng như thế. Khi cắt ra tớ thấy bên trong có bàn tay hình Phật bằng vàng rất đẹp. Để vào tay thì hình Phật sẽ hiện to ra. Nhưng nếu bạn tìm được vật này vào giữa đêm sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ trở thành nửa mặt là quỷ.
Sau đó trên tay bạn cũng xuất hiện ấn quỷ như thế, không thể nào tẩy xóa được nên hãy chú ý nhé. Nhưng tượng đá mặt người này tớ chưa từng trực tiếp ngắm nhìn nhưng trông nó cũng dễ thương. Còn có cả đồ chơi hình tượng đá này nữa. Bên trong còn phát hiện ra có hình bàn tay Phật bằng vàng. Vật đó giá trị cũng rất cao đấy. Tớ phải đi mua ngay thôi. 2000 years later. Tớ kiệt sức rồi các bạn ạ. Những cửa hàng xung quanh đây đều không có bán loại đồ chơi này. Tớ đã nhặt cái này ở trên đường. Hình như nó là tượng đá mặt người vì tớ thấy nó có mắt mũi miệng trông cũng rất giống. Tớ thấy nó như vừa bị ai dẫm đạp lên nên mới bị như thế này. Tớ sẽ giúp nó trở về trạng thái như ban đầu. Các bạn nhìn xem nó có đỡ hơn lúc nãy không nè. Không biết bên trong nó có chứa báu vật gì không nhỉ. Tớ sẽ cắt ra xem mới được. Hóa ra bên trong bụng nó chưa toàn là cát. Vậy mà có đồ vật bên trong. Thì ra là một tượng đá khắc ẩn trong người của nó. Nhưng mà cái này hơi kỳ lạ. Sao mũi nó lại to hơn bình thường và miệng nó lại hếch lên kiểu đang chế giễu ai thế nhỉ. Dù sao có vẫn hơn không nên tớ sẽ cho nó qua một bên. Tiếp tục lên mạng tìm rồi đặt về. 2 hours later. Cuối cùng tớ cũng mua được rồi. Biết sớm thế tớ đã không vất vả chạy khắp nơi. Trên tay tớ có 4 con nhưng lại có 2 con trắng và 2 con màu xám. Sao nó không cùng màu với nhau nhỉ? Giờ tớ sẽ chọn ra một con để cắt mở đầu. Không biết chọn màu nào nên tớ thử lấy màu trắng ra cắt trước xem vận may ra sao. Không tin vào mắt nổi, tớ vừa tìm thấy được viên ngọc màu vàng khắc hình mặt Phật này các bạn. Đường nét rất tinh xảo và thật tỉ mỉ. Khi những ánh sáng xuyên qua miếng ngọc này, làm cho nó trở nên sáng lấp lánh ảo diệu. Tuy thế nhưng tớ vẫn muốn có nhiều hơn nữa, chính là tìm được mặt Phật bằng vàng nằm trong lòng bàn tay kỳ lạ kia. Nên tớ tiếp tục cắt tượng đá thứ hai để truy tìm, không biết lần này sẽ nhận được là món gì đây. Thì ra đây là mặt nạ tam tinh đôi bằng vàng. Nếu các bạn nào không biết có thể lên mạng tìm hiểu về tam tinh đôi này nhé. Trong tay tớ bây giờ có mặt nạ vàng và còn có cả mặt Phật. Vậy thì chẳng lẽ tượng đá kế tiếp sẽ là mặt Phật bằng vàng nằm trong lòng bàn tay đúng không? Tớ phải nhanh nhanh tìm tiếp thôi. Tượng đá này sao chỉ toàn là cát không vậy? Thật sự chẳng có gì bên trong đây sao? Đúng là khi càng mong chờ thì sẽ càng gặp thất vọng mà. Không biết bây giờ phải làm thế nào, trong khi chỉ còn một tượng đá này. Có nên tiếp tục hy vọng ở nó không? Tớ nghĩ vẫn nên cắt tiếp biết đâu tìm được món gì đó. Tớ vừa thấy cái gì vừa rớt ra, tôi thật bất ngờ quá các bạn ạ. Thật may mắn khi tượng đá cuối này đã giúp tớ. Vậy là tìm được mặt Phật bằng vàng nằm trong lòng bàn tay này rồi. Xem ra nó so với tay tớ thì nhỏ hơn rất nhiều. Tớ đã dùng kéo để lấy Phật bằng vàng này ra khỏi bàn tay nhưng mãi vẫn không lấy ra được. Không biết làm sao nữa. Nghe nói đầu Phật sẽ to ra gấp 10 lần nếu để trong lòng bàn tay của mình. Tớ sẽ thử xem sao. Ôi sao tay tớ tự nhiên lại ngứa thế này. Thật sự rất ngứa luôn. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, phải làm sao đây? Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Có đầu Phật bằng vàng xuất hiện trong tay tớ. Điều này rất kỳ diệu. May mắn quá nhưng bây giờ gần nửa đêm rồi. Tớ không dám giữ bên cạnh nên sẽ quay lại lấy nó vào ngày mai. Later. Ô, em gái mình đó làm gì chạy nhanh vậy nhỉ? Cái này là mặt Phật bằng vàng mà. Sao ai lại để món đồ quý giá này ở đây thế? Nếu đem ra tiệm bán thì cũng được nhiều tiền lắm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cũng may là mình có mang theo cây nến. Nhưng sao mặt Phật bằng vàng lúc nãy bị thay đổi rồi? Một bên mặt Phật bị che phủ bởi gương mặt trông rất hung dữ. Bây giờ mình phải làm sao để nó trở lại như ban đầu đây? Ôi chết, sao tay mình lại ngứa rát thế? Càng ngày càng ngứa, và thứ gì hiện trên tay mình vậy?